Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Y tế, các địa phương xây dựng tình huống kịch bản đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, kêu gọi người dân tự giác thực hiện các quy định, quy chế, gương mẫu thực hiện phòng chống, ngăn chặn, khắc phục hậu quả dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các huyện, thành phố. Nhằm tăng cường trao đổi song phương, thúc đẩy thương mại cho cư dân biên giới hai nước, huyện Thạch An đã hội đàm với chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc, khôi phục lại hoạt động thương mại cặp chợ biên giới Bố Cục, Trung Quốc và Na Lạng, Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo. Đến 12 giờ ngày 7 tháng 5, tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam là 3.110 trường hợp, trong đó 1.711 ca trong nước, 2.560 trường hợp đã khỏi bệnh. Đối với đợt dịch từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 đến ngày 7 tháng 5 năm 2021 đã gây nhận 6 ổ dịch cộng đồng, với tổng số 146 trường hợp mắc tại 16 tỉnh, thành phố. Hiện nay trên cả nước đang cách ly 40.736 người, đã triển khai 2 đợt tiêm vaccine COVID-19 với trên 593.000 liều. Tại tỉnh Cao Bằng, đến hết ngày 6 tháng 5, chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 20.400 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đã tiếp nhận cách ly 325 người nước ngoài. Tính đến ngày 4 tháng 5, đã triển khai tiêm chủng vaccine cho 7.773 người. Từ ngày 28 tháng 4 đến nay, sau khi có các ổ dịch tại các tỉnh thành trong cả nước, Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai công tác rà soát, xác minh, truy vết, cách ly, xét nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo điều kiện cho công tác phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với tình hình cụ thể ở mỗi địa phương. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan, không hoang mang, mất bình tĩnh, linh hoạt, nắm chắc tình hình. Với tư tưởng chỉ đạo, chống dịch như chống giặc, chuyển từ trạng thái chủ yếu phòng sang trạng thái kết hợp giữa phòng và chống, trong đó tăng cường các biện pháp về công nghệ, kiểm soát, kiểm tra, xử lý, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K cộng vaccine, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương đơn vị, xử lý nghiêm các vi phạm khi để xảy ra dịch và kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị tích cực. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy định phù hợp, quan tâm công tác lưu thông hàng hóa, đảm bảo ổn định trong phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị Bộ Y tế, các địa phương xây dựng tình huống, kịch bản, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Công tác truyền thông tích cực, tạo hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân tự giác thực hiện các quy định, quy chế, gương mẫu thực hiện phòng chống, ngăn chặn, khắc phục hậu quả dịch COVID-19. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh cần kiểm soát chặt chẽ việc cách ly chuyên gia nhập cảnh, bàn giao tận nơi cư trú sau cách ly đối với các chuyên gia, người nhập cảnh. Đề nghị 3 tỉnh chưa có phòng xét nghiệm real-time RT-PCR cần đầu tư mua sắm máy móc. 11 tỉnh đã có phòng xét nghiệm nhưng chưa đủ năng lực xét nghiệm, cử người đi tập huấn. Nghiêm túc quán triệt việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, bộ, ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch. Các bộ ngành quyết liệt triển khai việc khai báo hệ thống an toàn COVID ở các cơ sở công cộng tập trung đông người. Tiếp tục
tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 6 đến tiếp xúc cử tri tại xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa. Đánh giá cao sự tâm huyết trách nhiệm của những người ứng cử thông qua chương trình hành động của mình, cử tri xã Phi Hải bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân và thực hiện đúng với lời hứa trước cử tri, luôn gần gũi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng. Cử tri xã kiến nghị sớm triển khai công trình nước sạch trên địa bàn xã. Hội đồng Nhân dân khóa mới nâng phụ cấp cho chức danh hoạt động ở xóm, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Có ý kiến với Quốc hội có giải pháp quan tâm chế độ chính sách phù hợp vùng miền núi. Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu quy định về phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ cấp xã. Xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn về tiêu chí giao thông, trường học, môi trường. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Khẳng định nếu trúng cử với trách nhiệm khả năng của mình, các đại biểu sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu trong nhiệm kỳ, quan tâm xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải đáp một số ý kiến của cử tri, sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp thu và phối hợp với địa phương sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng thời yêu cầu địa phương chuẩn bị chu đáo về công tác bầu cử, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đã đề ra. Song song với đó, cử tri địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến thăm tặng quà gia đình chính sách bà Bế Thị Xoan và bà Lê Thị Diên, người cao tuổi khuyết tật tại xóm Chi Phương 1, Chi Phương 2, xã Phi Hải. Ngày 7 tháng 5, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 đến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tự Do, huyện Quảng Hòa. Tại hội nghị, các chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần của người đứng đầu chính quyền, đồng hành cùng nhân dân và các địa phương, cụ thể hóa các chương trình hành động để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cử tri xã Tự Do đánh giá cao chương trình hành động của từng ứng cử viên, mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân và thực hiện đúng với lời hứa trước cử tri, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng, quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn tại địa phương. Đầu tư xây dựng, bê tông hóa các đường giao thông nông thôn, kết nối giao thương, thực hiện các mô hình nông nghiệp hàng hóa, xem xét bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, có chính sách đặc thù cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh khẳng định, nếu trúng cử với trách nhiệm, khả năng của mình, các đại biểu sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời giải đáp một số kiến nghị của cử tri đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện. Đồng chí chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp thu và phối hợp với địa phương sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Với trách nhiệm, cương vị công tác của mình, các ứng cử viên ở từng cơ quan đơn vị khác nhau sẽ tiếp thu và tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi trúng cử. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ngày 7 tháng 5, đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, đơn vị tỉnh Cao Bằng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri tại thị trấn Thanh Nhật và xã Lý Quốc, huyện Hạ Lan. Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động cá nhân nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
tiếp tục có hoạt động huy động nguồn lực từ trung ương để phát triển kinh tế xã hội, tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp với thực tế ở địa phương vùng núi, biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát huy và tăng cường chức năng thanh tra, kiểm tra và giám sát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Các cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước có các chính sách mang tính đặc thù khu vực biên giới và dân tộc miền núi để người dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống, đầu tư và đẩy nhanh thực hiện các chương trình dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo, nâng cấp đường tuần tra biên giới, đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kè bờ sông Quây Sơn, có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các cây trồng thế mạnh tại địa phương, có giải pháp hiệu quả về lao động việc làm nông thôn, quan tâm hơn nữa đến vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ quân sự địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, khu vực vùng biên giới. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của cử tri, gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Hội nghị tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử đơn vị bầu cử số 10 tại 3 xã Cô Ba, Thượng Hà, Cốc Bàng và các xã Huy Giáp, Đình Phùng, Sơn Lộ, Sơn Lập, huyện Bảo Lạc. Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều khẳng định, nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe phản ánh, ý kiến tâm tư, đưa tiếng nói của cử tri đến với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng. Cử tri 7 xã đề nghị sửa chữa nâng cấp tuyến đường 27 xã Cốc Bàng, tuyến đường 215 Nà Han, Sơn Lộ, Sơn Lập. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng các tuyến đường đi các xóm, liên xóm vùng cao, xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch, điện sinh hoạt đến với người dân tại các xóm vùng sâu, vùng xa. Mở đường ra các mốc biên giới để thuận tiện cho lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. Đề xuất với Trung ương mở lối mở tại xã Cô Ba và cặp chợ biên giới ở xã Cốc Bàng để nhân dân thông thương mua bán, trao đổi hàng hóa. Quan tâm hơn nữa đến chính sách cử tuyển đối với con em dân tộc thiểu số, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Tô Vũ Lập, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri và tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của 5 ứng cử viên đơn vị số 5 tại các xã Mỹ Hưng, Hồng Quang, Hạnh Phúc, Ngọc Động và thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tiếp tục trình bày chương trình hành động của mình, theo đó cử tri tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên sẽ là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, truyền tải thông điệp, nguyện vọng của người dân đến với Đảng, Nhà nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Đồng thời kiến nghị nhà nước quan tâm hơn nữa đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như nhà văn hóa xóm, đường giao thông nông thôn, xúc tiến quảng bá sản phẩm làng nghề, có cơ chế bao tiêu sản phẩm giúp bà con yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập, có cơ chế chính sách hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân phát triển sản xuất trồng trọt chăn nuôi. Cử tri xã Tiên Thành đề nghị các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần quan tâm xem xét hỗ trợ các mô hình dự án tại địa phương, đầu tư các điểm du lịch trên địa bàn xã, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như các tuyến đường giao thông xóm xã, xem xét tìm hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo sớm thoát nghèo, ổn định đời sống. Tại đơn vị bầu cử số 15 thuộc các phường Đề Thám, Ngọc Xuân và Sông Hiến, thành phố, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hứa, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham gia đóng góp ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế chính sách, các chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp, chương trình phát triển đô thị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, việc làm. Cử tri phường Đề Thám, Ngọc Xuân và Sông Hiến đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần lưu ý các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chợ nông sản cho người dân tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân, đầu tư xây dựng và mở rộng nhà văn hóa các tổ xóm để bà con nhân dân thuận tiện cho việc sinh hoạt cộng đồng. Tại huyện Bảo Lâm, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11 đến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Vĩnh Phong. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, cử tri cơ bản nhất trí với các chương trình hành động của ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, định hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các xã vùng sâu, vùng xa. Đại diện cho các ứng cử viên đã ghi nhận và giải đáp một số ý kiến của cử tri, nhấn mạnh
Nếu được cử tri tín nhiệm, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, còn phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ công tác nêu gương của người đứng đầu cấp ủy Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 12 thuộc các xã Nam Quang, Nam Cao, Lý Bôn, Quảng Lâm, Thạch Lâm và Đức Hạnh, cử tri đánh giá cao chương trình của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi trúng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm đầu tư làm đường giao thông tuyến từ huyện đến xã và đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, công tác an sinh xã hội, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, định hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển lâm nghiệp, chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn kém hiệu quả thành rừng sản xuất, đầu tư kéo điện đến các xóm hiện nay chưa có điện, xây dựng và phát triển tiềm năng du lịch, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, công tác dân tộc và tôn giáo, chế độ chính sách đối với người có uy tín. Cũng nhân dịp này, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đến tiếp xúc cử tri và đồng bầu cử tại các xã thị trấn. Tại thị trấn Nước Hai và các xã Dân Chủ, Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đã trình bày chương trình hành động, thể hiện rõ sự quyết tâm đổi mới, ban hành các chính sách để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, truyền tải các kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và sự tin tưởng của cử tri. Cử tri tại thị trấn Nước Hai và các xã Dân Chủ, Nguyễn Huệ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề còn nhiều khó khăn vướng mắc của địa phương như các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa xóm sau sắp nhập chưa đảm bảo diện tích, có chính sách phát triển kinh tế cho hộ nghèo. Tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3 với cử tri các xã Phong Châu và Cao Thăng, huyện Trùng Khánh. Sau khi nghe các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khi trúng cử sẽ đem hết tâm sức vì nhân dân, góp phần xây dựng huyện ngày một phát triển. Những ngày tới, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử để trình bày chương trình hành động của mình. Tại hai buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 4 thị trấn Nguyên Bình, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nguyên Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày chương trình hành động của mình, thể hiện quyết tâm, tích cực đóng góp công sức. Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, sẽ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh của cử tri đến các ban ngành đoàn thể, cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng. Cử tri đặt kỳ vọng vào các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tích cực quan tâm định hướng sản xuất cây con có chất lượng, tạo việc làm cho người lao động, đầu tư nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng cường quản lý công tác vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn xanh sạch đẹp. Chiều mùng 6 tháng 5 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổng kết thực hiện đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Dự hội nghị có Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1, Thường trực Ban chỉ đạo 515 các huyện, thành phố, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai thực hiện các đề án, nhiều địa phương đã huy động nguồn lực để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo 515 tỉnh ban hành các kế hoạch hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổ chức 13 lớp tập huấn cho trên 4.300 lượt người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh quy tập được 38 hải cốt liệt sĩ, nâng tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập trên địa bàn là 2.750 hải cốt. 12 mộ liệt sĩ được xác minh nhưng chưa có thông tin. Đưa vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương 2.203 mộ, đưa về gia đình quản lý chăm sóc 237 mộ, bàn giao cho địa phương khác 310 mộ. Trong thực hiện đề án 150, toàn tỉnh đã rà soát, đối chiếu 415 danh sách liệt sĩ, trong đó 153 trường hợp chưa có đầy đủ thông tin. Qua xác minh, xác định thêm 393 hải cốt liệt sĩ của các đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng. Rà soát 849 mộ chưa xác định được thông tin, giám định ADN đối với 132 mẫu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa Trang Thanh Sơn, thành phố Cao Bằng và Nghĩa Trang huyện Hà Quảng.
Giai đoạn 2020-2030, Ban chỉ đạo 515 tỉnh quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc chuẩn hóa thông tin, quản lý hồ sơ dữ liệu tài liệu về liệt sĩ, tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ. Đánh giá cao chất lượng thực hiện hai đề án của Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1, đề nghị Ban chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tiến độ công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hoàn thành theo kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo 515 của tỉnh, Ban chỉ đạo 24 cấp huyện và Hội đồng chính sách cấp xã tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Quân đội, thực hiện kế hoạch hàng năm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ danh sách cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, xác định khu vực cần tìm kiếm, quy tập từ những địa bàn có thông tin, tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ danh sách liệt sĩ của tỉnh, cập nhật thông tin kịp thời số liệu liệt sĩ đã xác định trên bản đồ, tiếp tục tổ chức rà soát bổ sung, tìm kiếm, từng bước xác lập hồ sơ để quy tập, đáp ứng sự mong đợi của người dân và thân nhân gia đình liệt sĩ. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020. Sở Y tế vừa tổ chức họp trực tuyến với các điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện công điện hỏa tốc số 600 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung ít nhất 14 ngày lên 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần, điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu các đơn vị thay đổi phương pháp cập nhật thông tin, kiểm tra lại hệ thống, quy trình làm xét nghiệm nhanh, tập trung cho công tác phòng chống dịch để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Siết chặt quản lý người ra vào khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác phun khử trùng tại các cơ sở, tuân thủ nghiêm việc trực phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, nắm rõ và có phương án truy vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng đang có dịch, có phương án cách ly. Huyện Trùng Khánh vừa tổ chức họp ban chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Để chủ động phòng chống, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, huyện Trùng Khánh đã ban hành 42 văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã thị trấn nghiêm túc triển khai phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, triển khai thực hiện tốt khuyến cáo 5K, công tác đảm bảo hậu cần, trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế, phun thuốc khử trùng tại nơi tập trung đông dân cư, khu vực biên giới, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ đáp ứng nhanh, tổ truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính cấp huyện, cấp xã. Đến nay, huyện Trùng Khánh đã tiếp nhận 5.037 công dân nhập cảnh về Việt Nam. Hiện nay có 55 công dân đang được cách ly tập trung, sức khỏe của tất cả công dân bình thường. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã lấy 940 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính, đã tiêm vaccine cho 1.008 người thuộc diện ưu tiên chống dịch tuyến đầu. Thời gian tới, huyện Trùng Khánh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tuyên truyền thực hiện tốt khuyến cáo 5K, nắm bắt tình hình dịch bệnh để kịp thời đưa ra phương án hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 67 năm, quân đội và nhân dân ta đã đánh bại thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử, là niềm tự hào, nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Một trong những bài học quý báu nhất có giá trị trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", các đơn vị bộ đội chủ lực của ta đã nhanh chóng tập kết, bạt rừng, xẻ núi, mở đường kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn, đảm bảo hậu cần phục vụ chiến dịch.
Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân, toàn quân ta từ Bắc chí Nam, từ rừng núi, nông thôn, đồng bằng đến đô thị, đầu đầu cũng đứng lên đoàn kết chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang càng đánh càng mạnh, từng bước giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính, đẩy quân địch vào thế xa lầy, bị động. Lời kêu gọi ấy có sức mạnh lan tỏa, hiệu triệu nhân dân khắp nơi nô nức tòng quân tham gia phối hợp với chủ lực chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Hàng vạn dân công tham gia tải thương, gửi lương thực, thực phẩm, vũ khí, trang bị vào phục vụ chiến trường. Với khí thế trào dâng mãnh liệt đã trở thành bức thành đồng nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước. Chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng. Trong đó Cao Bằng là một trong những địa phương có số lượng dân công chi viện cho chiến dịch lớn. Năm 1953, toàn tỉnh huy động hơn 25.000 dân công, đóng góp hơn 910.000 ngày công để làm đường giao thông. Đến năm 1954, phục vụ chiến trường ác liệt, quân và dân Cao Bằng đã dồn sức chi viện cho chiến trường với hơn 35.000 người, làm được gần 874.000 ngày công để sửa chữa và phục vụ kế hoạch quân sự. Nơi lưu giữ chiến tích hào hùng của chiến dịch, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang trưng bày hiện vật, chứng tích, dấu ấn của cuộc chiến cam go ác liệt nhất trong lịch sử vẫn được lưu giữ một cách sống động. Tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng đã dành cả tuổi thanh xuân cho chiến dịch. Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, quê ở xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, đã chiến đấu quật cường, mưu trí, sáng tạo, lấy thân mình làm giá súng. Sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Năm 1948, Bế Văn Đàn xung phong vào bộ đội giữa lúc cuộc chiến tranh Đông Dương đang diễn ra quyết liệt. Sau đó, anh được phân công làm liên tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ với quyết tâm giữ ở Mường Pồn bằng bất cứ giá nào. Sự hy sinh của Bế Văn Đàn đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 67 năm qua, những bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Việc phát huy giá trị và vận dụng những bài học kinh nghiệm từ chiến công lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vận dụng vào hoàn cảnh mới, thời đại mới, để những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tại khu vực mốc 958/2 lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An đã tổ chức hội đàm thực địa với Chính phủ Nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc về việc khôi phục lại hoạt động thương mại cặp chợ biên giới bố cục Trung Quốc và Nà Lạn Việt Nam. Trong không khí hữu nghị thẳng thắn, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác phát triển kinh tế thương mại song phương, thống nhất khôi phục cặp chợ biên giới Nà Lạn bố cục. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cặp chợ tạm dừng hoạt động. Đây là nhu cầu của hai bên biên giới nhằm tăng cường trao đổi song phương thêm một bước, thúc đẩy thương mại, nâng cao thu nhập kinh tế cho cư dân biên giới hai nước. Hai bên thỏa thuận thời gian khôi phục hoạt động thông quan của cặp chợ vào cuối tháng 5 năm 2021. Phía huyện Thạch An sẽ chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng các loại hàng hóa nông sản, hoa quả như sầu riêng, mít, xoài, thanh long, dưa hấu. Phía huyện Long Châu, Trung Quốc nhất trí cung ứng các mặt hàng cho huyện Thạch An khi Việt Nam có yêu cầu. Hai bên thống nhất cùng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì và phát huy mối quan hệ láng giềng hai nước. Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã ký kết biên bản hội đàm về các nội dung đã được thống nhất. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông vừa có buổi làm việc tại huyện Trùng Khánh về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021. Đến nay, 100% cán bộ công chức viên chức cấp huyện và 85% cán bộ cấp xã thị trấn, huyện Trùng Khánh được trang bị máy tính kết nối Internet và mạng nội bộ, đảm bảo trao đổi thông tin nhanh, kịp thời, thuận lợi. 100% văn bản điện tử trao đổi từ cấp huyện đến cấp xã. 100% lãnh đạo cấp huyện, 90% lãnh đạo cấp xã được cấp và sử dụng chứng thư số để ký văn bản điện tử. Trên địa bàn huyện có 126 điểm trạm BTS. Trong đó VNPT có 57 điểm trạm, Viettel 69 điểm trạm.
2 đài truyền thanh huyện và 13 đài truyền thanh xã với 128 cụm thu truyền thanh không dây kỹ thuật số. Trong quý 1, sản xuất được 136 chương trình phát thanh địa phương, đăng 71 tin bài trên trang thông tin điện tử, trong 108 câu khẩu hiệu tuyên truyền. Huyện Trùng Khánh kiến nghị Sở hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ kinh phí để thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Đàm Thủy, thực hiện kết nối đồng bộ họp trực tuyến 4 cấp. Các đơn vị viễn thông tiếp tục lắp thêm các trạm phát sóng di động tại các xóm vùng sâu vùng xa chưa được phủ sóng. Đoàn công tác đề nghị huyện Trùng Khánh cần triển khai việc thí điểm chuyển đổi số tại xã Đàm Thủy đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tập trung tuyên truyền theo định hướng chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 7 tháng 5, Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng và các hội viên Hiệp hội. Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng hiện có 16 hội viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tuyến cố định, xe taxi, xe buýt và dịch vụ vận tải. Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp vận tải với các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội đã tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo quy hoạch vận tải, lắng nghe tổng hợp truyền tải ý kiến của hội viên, phối hợp với các ban ngành xây dựng điểm dừng đón, trả khách, tập huấn nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng tiếp tục vận động các hội viên tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tham gia góp ý, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động vận tải ô tô, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đánh giá cao kết quả đạt được của Hiệp hội nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đề nghị Hiệp hội tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm để xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Hiệp hội cần quan tâm xây dựng tổ chức thực sự trở thành điểm đến, chỗ dựa tin cậy của các doanh nghiệp vận tải, là cầu nối liên kết giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 7 tháng 5, Cục Hải quan Cao Bằng phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam, tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2008 sang phiên bản 2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước. Tại buổi tập huấn, học viên đã được nghe chuyên gia tư vấn Viện Năng suất Việt Nam truyền đạt các nội dung, hướng dẫn kiện toàn ban chỉ đạo ISO, nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2015, hướng dẫn cách thức xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, cách tiếp cận theo quy trình và yêu cầu mới trong TCVN ISO 9001-2015 và hướng dẫn viết và cập nhật văn bản hệ thống chất lượng cho lãnh đạo công chức ngành hải quan. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Cao Bằng xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 sang 9001-2015 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, đồng thời duy trì và cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 sau khi chuyển đổi nhằm hỗ trợ công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Các quy trình giải quyết công việc được xây dựng hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của tỉnh và của ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa kiểm tra một số cơ sở chế biến thực phẩm, các điểm sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Bảo Lâm đã báo cáo kết quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020, tình hình công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nêu rõ một số khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ. Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường mầm non, cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến đá sạch trên địa bàn thị trấn Bắc Miểu. Các cơ sở đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu sản xuất, lấy mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.
ghi nhận những kiến nghị của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Bảo Lâm và đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Bảo Lâm cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là trong đợt cao điểm này, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.